chưa được, chưa được. Nào, đóng lại nào. Chưa. Mẹ ơi, đóng lại chưa được. Nào, thỏ bông bị ốm. Bị ốm, đốc đốc đeo quá. Cứ lứt ra, mẹ ơi, đau quá. Đó mẹ rợn quá, bé bông đến đây. Đến bệnh viện ngay, bác uống nước không nữ. Nhờ bác sĩ khám, bác sĩ sợ lắm. Giờ hỏi đau đổ nào? Ông anh nghe mời cháu ồn ào. Ồn ào. Đau quanh chỗ rốn. Rồi rốn. Anh gì anh bận? Bác sĩ là đợt hỏi trước anh nghe. Anh gì anh bận nữa nè, bận đây. Bố mẹ đi.